Trong thời gian qua, khi kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm nước uống đóng chai của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện trên 50% mẫu sản phẩm không đạt chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy, từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng tỉnh này sẽ tiếp tục giám sát và xử lý kiên quyết các cơ sở không đảm bảo này. Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có hơn 160 cơ sở nước uống đóng chai được cấp phép, nhưng chủ yếu ở quy mô vừa và nhỏ. Trong đó có khoảng 144 cơ sở đang hoạt động. Hầu hết các cơ sở khi ngành chức năng kiểm tra đều chưa cung cấp được hồ sơ công bố hợp quy đối với vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nhiều cơ sở sản xuất không có thiết bị phòng chống côn trùng, bao bì, nắp chai chỉ ngâm rửa bằng phương thức ca sát. Việc xúc rửa không qua bể ngâm hóa chất, tiệt trùng theo quy định. Đáng lo hơn là nguồn nước cung cấp cho sản xuất và chất lượng nước thành phẩm đều không đảm bảo chất lượng. Một số cơ sở đã kiểm tra xử lý nhưng mức xử phạt quá nhẹ nên vẫn tiếp tục vi phạm. Qua kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng Quảng Nam, các cơ sở sản xuất nước đóng chai trên địa bàn tỉnh đều vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt có 50% mẫu nước thành phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh nên buộc phải tiêu hủy.